Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình và mình là ZioCat. Nếu các bạn là người mới xem video này thì đừng quên để lại cho mình một like và nhấn nút đăng ký vào cái chuông nha. Còn nếu các bạn là fan cũ của kênh ZioCat thì các bạn cũng đừng buồn, do những video cũ mà mình đã đăng trên kênh từ 2016 đến nay mình đã ẵng gần như là toàn bộ rồi. Do YouTube có một số lỗi ấy, nên là mình tạm ẵng ha, mình sẽ mở lại trong tương lai. Và video ngày hôm nay chúng ta cùng đến với Minecraft sinh tồn 100 ngày ở thế giới Pixelmon thần thú đại chiến. Yeah, và đây là một cuộc hành trình mới cùng với các bạn đồng hành của mình ở trên video. Và nếu như các bạn muốn chơi cái bản mod này ở phiên bản Việt hóa thì hãy lên like trang này ở trên Facebook nha, có tên là ZioPoke, và nhắn tin chỗ này để được hỗ trợ về bản mod cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi, let's go. Play.pixelmc.vn là server Minecraft Pokemon hay nhất tại Việt Nam, có rất nhiều tính năng mới, có nhiều loại Pokemon mới và các hình dạng đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Ghé ngay để chơi Pixelmon cùng các YouTuber nha. Oh my god, lần này tôi lại chuyển sinh đi đâu đây? Oh my god. Ui, giọng của ai đây? Giọng của một người rất thân quen, đó là ai? Đó là ai? Đâu em đâu? Ôi, có một con boss xuất hiện kìa. À em sau lưng à? Ủa đâu rồi? Em đâu vậy? Hello. Hello, thằng điên mất tích rồi. Oh my god. À. Em nè, anh đâu? Thanh niên nè, thanh niên nè. Đâu đây? Thanh niên nè. Ờ kìa, ờ kìa, ờ à. Ôi có cái rương. Ôi xin nha. Làm gì ở đằng này đây? Đằng này thì lấy hết đồ luôn, không có nhường gì hết. Ok chưa? Ôi! Gì? Ừ dạ? Huyền thoại xuất hiện, huyền thoại xuất hiện Quý ơi! Grace Sally. Ừ, là tại vì mấy bạn kêu là đừng đừng có nhường nữa. Trời ơi, là chơi. Ủa, kia đánh ba đâu? Sao anh nghe mấy bạn đấy? Ôi, nói chứ đùa đấy. Đây, tặng cho tí nè. Khởi đầu cũng ok phết đấy, thôi tặng cho Rayborn kẹo luôn. Ngon, sao ok thế? Cho kẹo nè, có lộn cho gỗ nè. Trời ơi. Khởi đầu đợt này hơi nhiều kẹo nha. Cũng nhiều kẹo đấy. Cũng okay dễ hơn xíu đi. Nhưng mà không có cái cúp đá ha, đợt này hơi lỏ. Không có cúp đá thì mình làm cúp gỗ, anh lấy cúp gỗ không? Không, anh lấy cái này anh chặt gỗ còn ngon hơn nữa. À đúng rồi, nhưng mà có huyền thoại, đi tìm huyền thoại quý ơi. Đây, trong bản mod lần này có game shark nên là ủa? Ê nó đang đánh với Raichu nè Vĩ. Oh my god. What, nó đang what the? cá không? Cá hai bon không? Ai thắng đây? Anh cá ăn rắn nha. Anh cá con này không, Raichu hay là con kia? Để coi. Con rắn đi, anh cá ăn rắn đi. Rắn level cao hơn. Nhưng mà Raichu tốc độ hơn. Đúng rồi, tốc độ cao hơn. Ai sẽ thắng? Mạnh hơn. Nhưng mà hình như tụi nó nghĩ đánh rồi. Tụi nó nghĩ đánh rồi. À quên. Hèn gì thấy đồ ăn nhiều nha. Hảo thật ấy. Trời ơi là trời. À đúng rồi, bản mod của tụi mình đã hoàn thiện rồi nha mọi người. Bản mod này hiện tụi mình đang chơi là có rất là nhiều Pokemon lạ nè mà các bạn chưa từng thấy bao giờ luôn, và có cả Việt hóa luôn nha. Bạn nào muốn chơi bản mod này thì hãy liên hệ fanpage mình để trên màn hình nha mọi người. Đấy, và cái link mình để dưới phần bình luận nha. Nhớ vào đó liên hệ nếu các bạn muốn chơi bản mod này thật sự. Và đừng nhắn Gmail mình rồi nha. Ok, bắt Pokemon thôi. Bắt nha. Ủa, nó đánh, ủa nó giết rồi hả? Chưa, hai thằng đó nó nghĩ đánh rồi, vậy là Huê nhá. Huê. À, nghỉ đánh rồi. Sao mình... Ôi! Raichu đâu? Ừ, không, nó bên này. Ôi, nó dịch chuyển. Ôi, Raichu này đỉnh thật. Ôi, ôi sao Raichu nhiều vậy? Ê, từ từ anh ơi, trong rừng nó có cái gì đây? Nó có cái cục gì nè. À, hình như cái cục này là cái... để triệu hồi mấy cái con Pokemon xịn hay sao ấy. Kiểu như lâu lâu mình đi mình mới gặp. Chứ không phải lúc nào cũng gặp đâu. Sau 3 video rồi mình mới gặp cái này đấy. Đúng không vậy? Nè. Ba clip rồi. Thôi cãi đi, đập cũng đâu được đâu, cục đó là vĩnh viễn rồi. Kiểu như là nơi ở của Pokemon nó núp ở trong đó đó. Còn con huyền thoại này thì sao đây? Có bắt không? Anh không bắt thì anh bắt nha. Ui, khó thế. Anh phải bắt được con này mới được, bằng mọi giá.
Ôi được con chứ sao mà bắt được cắn bắt nha được, bắt được thì lại kia kia qua. Ê ok một không quả nữa nè chú em không có em lớn rồi không có em ê thôi xong rồi không. Nãy giờ như là cũng 6 bon chưa có dính nữa để mình vứt một bon cho anh em coi ai vứt đi ui non ơi em non ơi ơi no. Non thế ôi ơi ơi bỏ đi anh thôi ngại lắm ai anh bắt khi nào thôi bây giờ một quả nó đi nếu mà không dính thì thôi nha ok không dính thì thôi đi luôn chứ bắt hoài cũng tốn bon chứ cũng chả dính được con nào tốn bon nữa cũng ấy ok Oh my god. Như thế cơ cấu rồi. Chỉ với 6-7 bon thôi. Oh yeah. Không được. Vậy là nhân phẩm của em kém rồi. Oh. Nhân phẩm của em kém rồi bé ơi. Em cần phải đi. Có những con gì nhỉ? Huấn luyện thêm. S3 em coi. Đây. Ui con này khởi đầu hơi bị ngon. Ui nhưng mà cũng không ngon lắm đâu bé ơi. Sao anh? Con này là một trong những con huyền thoại cũng khá cùi trong Pokemon hiện tại thôi đúng không? Huyền ảo không phải là huyền ảo, huyền ảo. Nên là nó không có mạnh cho lắm nha. Huyền ảo thì không mạnh bằng. Ơi. Với cả cũng không khắc hệ cũng khó đánh. Con này bay được không? Đố em. Con này có bay được hay không? Không. Xuống đây. Cá không? Cá, cá năm bo luôn. Anh thì không cá. À, trời biết gì cá rồi. Cây thế. Anh có cá gì đâu. Ui dài. Ơi, tại sao nó không bay nhỉ? Tại sao nó bay? Tại sao nó bay được? Tại sao nó bay được nhưng mà tại sao nó chỉ lơ lửng ở dưới đây? Nè, xem nè chú em. Như con vịt đó anh hề, như cái đạp vịt đó, cái thuyền đạp vịt đó. Nó bay được mà, nó bay được Vĩ ơi. Ok. Ủa nó bay đỉnh luôn đi sư. Làm sao để chở được hai người làm này? Sao đúng không? Đây. Thôi, em biết rồi, em biết rồi. Biết chưa, biết cách bay chưa? Biết rồi. Cách bay này cũng dễ thôi. Đây, để anh chỉ cho. Bay lên thiên đàng luôn. Em cầm phút rồi, đúng. Bay lên thiên đàng luôn. Đây, qua đây xem anh đánh con boss này vậy. Đánh con boss nào đấy? Dưới đây có một con boss. Ui, nhưng mà nó ở dưới rồi. Ở dưới đất rồi. Thôi, chắc bỏ đi, đi tìm làng với ơi. Tìm làng đi, let's go. Giờ thì tụi mình tách ra tìm làng thôi mọi người ơi. Tìm ngôi làng để mà còn buôn bán này kia nữa. Ui, mới vô là có cái cánh cổng Winterbeat rồi. Khởi đầu mình đang định tìm làng luôn á chứ các bạn. Nhưng mà chắc mình phải vô Winterbeat thôi nha. Đó giờ cái khởi đầu của mình chưa bao giờ vào Winterbeat sớm tới như vậy luôn á. Thì chắc đây là lần đầu tiên rồi. Ok, mình sẽ vào đó để xem coi có cái gì hết. Thường cánh cổng nó sẽ mọc trên trời. Đây rồi, nó mọc trên không trung các bạn ơi. Let's go. Ủa? Đây rồi. Ôi, có cánh cổng quay về luôn các bạn. Khá là hợp lý nha. Quá là hợp lý luôn đó hả? Ồ, có một con boss xuất hiện luôn các bạn ơi. Blaziken, nhưng mà đây là boss thường. Ok, mình sẽ đánh với con Blaziken thử nha. Xem con boss này nó có mạnh hay không đây. Let's go. Patch Beam. Xem nào. Nhát chém siêu linh không có tác dụng, mình sẽ sử dụng hệ tiên. À mà tại tiên chắc đánh hơi lửa cũng không có tác dụng. Double team không có sức mạnh. Đây là những chiêu buff thôi. Ô thế thì con này sao mà đánh được con gà ra. Mình đang bị tê liệt các bạn. Trời mình quên. Con gà nó dùng chiêu gì mà mình bị tê liệt vậy. À chiêu bao. Đây game bản mod của tụi mình có việc khóa nên là các bạn chơi rất là thoải mái nha. À việc khóa tới công chuyện luôn. Rồi. Thì các bạn muốn chơi bản mod này thì có thể lên Facebook tìm fanpage có tên là Zio Poke nha các bạn. Đây Zio Poke. Đấy mình chat lên màn hình nè. Lên Facebook các bạn tìm như vậy là bấm nhớ bấm cho mình xin một lượt like luôn nha. Để các bạn nhắn tin vô đó thì sẽ có người trả lời cho các bạn nha. Ok chưa. Rồi chắc mình sẽ ơi là mình lo nói chuyện cái mình bị mất tập trung các bạn ơi. Ôi chúng ta có Moonlight. Moonlight có thể chữa lành. Tới công chuyện rồi, con này mạnh rồi. Ui, con này thì đi săn boss thì quá gọi là ngon ở giai đoạn khởi đầu luôn các bạn à. Quá hợp lý tới công chuyện luôn. Rồi, con gà thì sau khi mình vẫn đang bị tê liệt nha các bạn. Nhưng mà mình vẫn có thể giải tê liệt được trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như cái vật phẩm các bạn không biết đi. Không cần lo, có việc hóa rồi.
Wildland, một vật phẩm được giữ bởi Pokemon, đó là một ống kính phóng đại giúp tăng nhẹ độ chính xác của các kỹ năng. Đấy, sai. Hướng dẫn tận tình chi tiết như thế này luôn rồi các bạn. Đó, việc hóa như tận tình thế đó luôn rồi mà còn không tải nữa thì tải cái mod nào bây giờ đây? Ok chưa? Thì các bạn sẽ mình bản mod này nó sẽ không có miễn phí nha các bạn, tại vì những người gọi là làm mod ấy, những coder họ phải thức khuya thức hôm các bạn ơi. Và họ chế mod nè, rồi cộng mod rồi sửa lỗi rất là nhiều thứ á, cho nên là bản mod này sẽ bán nha, nhưng mà với giá khá là rẻ thôi các bạn à, vài chục thôi. Đấy, để gọi là kinh phí bù đắp cho những gọi là coder họ chỉnh mod thôi các bạn. Chứ mình thì cũng không có gọi là lấy làm gì đâu, mình chỉ quảng cáo giùm họ thôi. Đấy. Thì ok, bây giờ thì mình sẽ đọc thêm cho các bạn thêm cái này nữa. Ground Game, cái này gọi là một vật phẩm được giữ giúp tăng sức mạnh của một chiêu thức hệ đất lên 1,3 lần. Được tiêu thụ khi sử dụng, được tạo ra bằng cách truyền khói pha lê với Sukaberry. Đấy. Việc hóa tận tâm như thế này luôn rồi thì các bạn còn đợi gì nữa đúng không? Tại vì cái công sức mà việc hóa với cả làm mod á nó khá là khó đấy các bạn. Chứ không phải dễ cài vô rồi xong rồi chơi đâu. Thì bản tụi mình bản sắp bán sắp tới á thì mình sẽ gọi là thông báo ở một video khác nha. Còn video này mình chỉ nói chung chung vậy thôi. Ôi nhưng mà mình bị con boss hạ rồi, nó nói chuyện. Con nó level 81 lận thôi. Ở cái khu vực này thì chắc cũng không có gì hot đâu ha. Hay là mình đi một vòng xem thử. Mà thôi mình nên quay về đi các bạn ơi, tại vì nó được hồi sinh rồi nè. Oh no, hồi sinh không đúng lúc rồi bạn ơi. Giờ tôi đang phóng xuống đây rồi nó mới hồi sinh thôi. Xuống dưới luôn thôi các bạn ơi. Về với đất liền thôi. Ôi bay kìa. Bay tiếu thật sự. Các bạn biết vì sao mà mình chọn cái con thỏ khởi đầu không? Tại vì con thỏ này á, nó được Dynamax lên rất là bự nha các bạn. Nhưng mà liệu là mình có được Dynamax trước khi mà kết thúc ngày cuối cùng hay không thì còn phải trông chờ vào sự may mắn đó các bạn ơi. Cậy một hồi mình mới tìm thấy được một cái Pokestop đầu tiên thôi các bạn. Có vẻ như Pokestop trong video lần này nó hơi căng đây, nó xuất hiện hơi ít đây. Chắc là do vùng này nó không có Pokestop rồi. Tại vì cũng tùy vùng nha các bạn, không phải chỗ nào cũng có đâu. Có chỗ có ít, có chỗ có nhiều và có chỗ không có luôn. Như là cái chỗ này là mình cảm giác như là nó khá là ít đây. Thì chúng ta cần phải có nhiều Pokestop thì chúng ta mới cày trứng được. Thì mới có nhiều Pokemon xịn, mới đi đánh boss rồi đánh trainer. Thì chúng ta mới nhận được nhiều cấp độ từ những viên kẹo chẳng hạn. Đấy, đó là lý do vì sao việc đầu tiên nên làm trong Poke Pixelmon này đó chính là chúng ta cần phải đi là tìm nhiều trứng nhất có thể nha. Lại thêm trứng. Oh my god, toàn trứng cùi vậy ta. Tìm một hồi cũng được khá khá đi mọi người. Có trứng 10 nữa. Nhưng mà cũng chưa gọi là ngon, chắc phải đi tìm tiếp. Oh my god, mình lại phát hiện ra một con boss ở khu vực rừng nữa mọi người ơi. Khu vực này là khu vực Hollowland. Ồ, không phải Forest các bạn. Rồi, mình sẽ thử con này luôn. Mình học được một chiêu mới đó chính là chiêu này đúng không ta? Đúng rồi, chiêu Patrick nè các bạn. Chiêu này là chiêu hệ siêu linh nha các bạn ơi. Thì con rắn này nãy cái con rắn này mình chưa có check chỉ số của nó ha. Sau khi đánh xong con bọ mình sẽ check cho các bạn xem luôn. Thì con này là một trong những cái con huyền ảo nó dễ xuất hiện nhất trong tất cả các bản form khác. Oh! Lại lo nói chuyện rồi, tôi quên hồi máu rồi anh em ơi. Thôi xong rồi. Con bọ này level cũng cao nên là cũng hơi khó đánh thiệt. Giờ đợi tới hồi sinh, oh my god. Chắc là phải đi cày trứng đợi trời tối hoặc là đi tìm cái poke yêu thôi chứ sao giờ. À tôi có một cái trò chơi khá là hay đây. Đây. Cái trò chơi rất là hay ho. Đó chính là chọc chó. Oh my god. Woo, giờ đây mấy chú em. Ồ mấy chú em này hơi chậm rồi. Mình nhớ chó trong Minecraft PE rất là nhanh nha. Hello. Trò chơi rất thú vị ở Việt Nam. Đó là chọc chó. Ôi tụi này chậm quá các bạn ơi. Trời ơi không không xứng để mình chọc các bạn ạ. Oh, có đồ ăn rồi. May thế. Thế thôi sẵn ra đây tìm cái PC luôn bạn. Ở dưới trên đây cũng có giường nữa nha các bạn. Oh, may quá. Thế thì chúng ta có thể qua ngày nhanh hơn rồi. Yes sir. Cá thì khỏi phải bàn. Cái này là Mystic Water. Một vật phẩm được giữ bởi Pokemon. Viên ngọc hình giọt nước này giúp tăng sức mạnh của các chiêu thức hệ nước nha các bạn. Cái này cũng vậy. Ice Cream là hình như là cho những cái con hệ băng. Đó, nó tăng thêm 1,5% sức mạnh. Nói chung là cứ đem theo cũng được. Cái vỏ sò này là người nắm giữ hồi phục ít HP mỗi khi gây sát thương cho người khác. Nói chung là cũng được các bạn. Hồi lên một ít, nó thua quả táo ha. Quả táo nó sẽ hồi rất là nhiều nha. Cái viên kẹo hả? Cái này là cái vảy, vảy cầu vòng. Một vảy hình trái tim xinh xắn, cực kỳ hiếm. Một số người rất vui khi nhận được một cái. Nhưng mà nó không có tác dụng. Không có tác dụng gì hết.
chủ yếu là mình lấy cá thôi, ăn cá sống qua ngày cũng được các bạn ơi. Giời ơi, lo cái gì, thôi lấy cá nhiều đủ rồi, quá cá nhiều lắm rồi. À, lấy cái giường chắc mình ta túc là đây qua đêm thôi các bạn. Trời cũng đã tối rồi các bạn ơi, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi trên thuyền rồi, du thuyền luôn mới chịu. May là bản này ăn đồ sống chưa có bị sao ha, nên là thoải mái. Ok, nãy giờ mới được ngủ luôn á. Ở gần đó có một con boss Gyarados mọi người ơi, và tặng 4 sao lận hệ nước và hệ bay, để coi mình có tấn công thành công về phá giáp của Gyarados hay không nha anh em. Let's go. Không sao, mình có dùng, lần này mình sẽ cố gắng dùng Moonlight nha, tại vì mình hay quên quá. Oh my god, nó đánh mình khá là đau nha mọi người. Mình đang bị tổn thương do mưa đá bạn ơi. Cơn mưa đá rất mạnh đến từ vị trí của Gyarados. Và lần này mình sử dụng Moonlight để mình kiếm thêm một tí máu hồi. Ồ, nói chung là hồi cũng được kha khá thôi. Một con đồng đội đã bị hạ rồi. Gyarados liệu có hạ thành công hay không đây? Còn 43% máu thôi anh em ơi. Cố lên nào những người anh em. Tiếp tục sử dụng Moonlight. Phá giáp thành công đến từ vị trí của Resselia. Rồi thì máu mình đã hồi hơn phân nửa rồi. Có vẻ ổn rồi đó mọi người. Vì thì vừa hồi máu mà vừa tấn công được luôn, khá là hay. Thôi nhưng mà mình sẽ dùng hết toàn lực vô chiêu này để tấn công thành công nha các bạn. Bắt luôn. Bắt luôn, mong là dính. Oh my god, có silver bottle cap nữa kìa. Oh không dính rồi. Gần đó có một cái master chest các bạn ơi. Mình không biết là bên trong có gì nữa. Ôi, buôn đồ quá rồi, cần tìm một ngôi làng để tìm ba lô thôi anh em ạ. Oh cái gì đây? Room survive đúng không? Một vật phẩm được giữ với Pokemon tốc độ thấp hơn khi skill trick room có hiệu lực. Chiêu này, cái này nó thiên vị về một hướng quá này là mình sẽ không dùng. Oh my god, trên đường đi ngay khu rừng mình phát hiện một con Tyranita mọi người ơi. Và đây là một con Tyranita dạng gì đây mình cũng chả biết nữa, nó đang xuất hiện ở Pine Mountain các bạn. Ngon. Uầy, từ từ mở mấy cái quả trứng nở nha mọi người. Thì nãy giờ mình chỉ bay vòng vòng ở đây thôi các bạn, mình đang tìm PC ngoài biển. Nhưng mà chúng ta tìm được con này cũng khá là ok đấy. Uầy, nhưng mà đánh lại không đây? Khá là căng nha, lên vào máy vậy. 68 các bạn ơi. Suy nghĩ xem. 68 bây giờ thì đánh như thế nào đây? Uầy, căng đấy. Thôi, được rồi, mình sẽ đưa những một số con cùi ra để mình test skill thử, coi con này nó có mạnh gì không. Oh my god, cho tôi chạy không? Ủa mày thế cho chạy à? Tại vì góc nhìn nó bị chặn, chả thấy gì các bạn. Rồi, một con Tyranita rừng rú anh em ơi. Ui, nó có chịu động đất. Ồ, mà con này thì không còn bao nhiêu máu nữa. Oh my god, Moonfly đi. Hồi được máu thì hồi các bạn ơi. Hồi được nhiêu thì hồi. Oh, ok, được đấy. Có vẻ như là nó đánh không được. Ui, Tyranita này rất là đẹp nha mọi người. Rất là rừng rú, cắm sú, cắm heo luôn. Nó có rất là nhiều hoa lá hẹ trên người các bạn. Oh my god, căng thế. Fire Beam nữa đây. Mà chắc không có tác dụng gì với con Tyranita rồi. Khá là khó đấy các bạn. Cho nên là mình tiếp tục dùng Moonlight để mình hồi máu. Chữa lành các bạn, chữa lành vết thương. Chữa lành là chúng ta sẽ được phục hồi luôn, quá là ngon luôn ha. Ok, chữa lành tùy theo phần trăm các bạn. Tyranita đang chờ sạc lại. À, mình skill của mình không có ảnh hưởng tới Tyranita rồi. Slash đi, đánh thường thôi. Có kéo máu là khả năng dính sẽ cao hơn là mình không có kéo máu nha các bạn. Cố lên. Resselia. Hít nữa, một hít nữa. Đúng rồi, hay quá. Hyper Beam, trụ được ông ta. Bắt đánh cái nữa đi. Cố gắng kéo máu đi. Ừ, 70% rồi. Ừ, nó đang sạc lại rồi, nó đang sạc năng lượng lại rồi. Ồ, 63% luôn, ngon. Ok. Mình miễn nhiễm với cái đòn tấn công của động đất. Tại vì mình bay các bạn ơi, khá là hợp lý. Ấy chết rồi, tôi chọn nhầm chiêu rồi. Toan rồi. Ui mày thế. Mình vẫn bị dính bão cát Sunstorm của Tyranita khi mà nó bật lên. Miễn nó vào chặn là nó sẽ bật bão cát lên nha các bạn. Oh my god. Thôi, giờ ném bon được rồi các bạn ơi. Ném bon thôi. Với số lượng máu này thì khả năng sẽ dễ hơn rồi. Ok, dính không đây? Rồi, không dính rồi. Oh, nó tán một cái đi luôn. Toàn rồi, tôi chỉ còn có 2 con thôi anh em ơi. Tôi phải làm gì đây anh em ơi? Thôi cứ ném đại đi, giờ lèo nữa chứ sao giờ. Tại bây giờ chỉ còn có 2 con các bạn ơi. Oh my god, thêm một con gì nó xuất hiện đó các bạn. Kêu rim của ai vậy? Ôi. Oh, dính rồi các bạn ơi. Hên thế. Nhưng mà, oh, ngay cái ô cuối luôn. May quá các bạn ơi, mình chưa có PC nhưng mà. Ủa, con này chạy nhanh tốc hành luôn các bạn. Chưa có PC nhưng mà con này nó cũng vào bên trong rồi. Tại vì biết sao không,
nó ngay cái ô cuối luôn, cũng cũng hên đi các bạn. Rồi cũng phải gọi là một phần may mắn nha các bạn ơi, quá tuyệt vời mặt trời luôn. Xuống đây test con boss ông ta. Mà thôi đi, hết máu rồi bạn, chắc giờ phải đi ngủ thôi. Ngủ cho trời sáng. Ồ, sẵn kiểm tra hệ luôn. Con này thì chỉ có hệ siêu linh thôi, chiêu thì cũng không có ok cho lắm ha các bạn. Chiêu Moonlight này thì Pokemon phục hồi HP của chính mình, lượng HP phục hồi thay đổi theo thời tiết. À, tức là tùy thời tiết nó sẽ nhanh hay chậm nha các bạn. Đó, nó sẽ nhiều hay ít ha. Còn Tyranitar này hệ gì? Hệ đá và hệ bóng tối các bạn ơi, hệ gì đánh không được. Con này chỉ số thiên về tấn công đặc biệt các bạn, và tấn công đam thường khá là cao nha. Ok, thôi đi ngủ. Trời, cho nó sáng cái rồi tính tiếp. Phát hiện một chú boss ở trong một cái khu rừng lá đỏ mọi người ơi, rừng một khu rừng mùa thu luôn. Thì chú boss này là Crocline với chỉ số boss là hình như là Uncommon hay sao ấy các bạn. Ok, và cấp độ là 83 thì cũng khá là dễ đánh thôi các bạn ơi. Tại vì cấp độ con Tyranita khởi đầu mình bắt là tới 70 là mình đã cày, ủa 68 đúng không ta, mình đã cày lên 73 rồi các bạn. Tôi nhận được một cục gì đây? Aerolite, một viên khói tiến hóa bí ẩn. Khi được giữ bởi Pokemon vẫn có thể tiến hóa, nó tăng cả phòng thủ và SP chắc chắn. Là giữ bởi những con Pokemon này là nó tiến hóa được không vậy? Không biết nữa, test thử. À đúng rồi, cái này tăng cho hệ đất nè, ngon, đem theo luôn. Đem theo người luôn. Ở đây toàn mấy con Pokemon lỡ lỡ không bạn ơi. Nhưng mà có boss khu rừng này thì có boss cũng ngon đi, cũng đỡ hơn là mấy cái chỗ mình vừa qua. Và chúng ta phải chạm trán với một bé Venusaur. Ok, và mình sẽ tấn công với thanh niên này mới được các bạn ơi. Mình phải dùng tuyệt kỹ động đất của Tyranitar thôi, tại vì chưa đất của mình đang được buff thêm 1.5 nữa các bạn. Khá là ngon nha. Hình như thanh niên vĩ mới bắt được con huyền thoại gì nữa các bạn ơi, mình cũng chả biết nữa. Rồi, Venusaur có tuổi không đây? Có vẻ như Venusaur đánh cũng khá đau các bạn. Tiếp tục sử dụng động đất thôi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Saw này, ơ con này hình như chắc không có đá mega rồi các bạn ơi. Những con boss xịn mới có đá mega nha. Thôi kệ, đánh lấy kinh nghiệm thôi cũng được các bạn. Mình chưa có máy share, hy vọng cho máy share. Ui lỏ, cho gì đây? Bộ vật phẩm giữ với Pokemon, cái nẹp cứng và nặng giúp Pokemon phát triển mạnh mẽ nhưng lại cắt giảm tốc độ trong trận chiến. Mình sẽ gắn cho con Tyranitar luôn. Con cái là tốc độ nó sẽ bị chậm lên một tí nhưng mà nó sẽ mạnh hơn nha. Đừng có đùa, đừng có đùa. Oh my god, ở đây có Salamander không đây? Ủa, dịch chuyển nhanh thôi. Không phải là Salamander, mình nói nhầm là Alakazam các bạn ơi. Vừa mới nói nó xuất hiện luôn các bạn. Thời khu này boss thì nói chung là cũng tương đối đấy các bạn ơi. Rồi, xuất hiện thì chiến thôi. Tôi chưa kịp di chuyển khỏi khu rừng nữa là cứ này lại đứng nó ra thách đấu rồi. Biết sao không? Các bạn biết sao nó ra boss liên tục không? Do là cái khu mình đánh boss á, mình đứng yên một chỗ rất là lâu, thành ra là tỷ lệ spawn Pokemon sẽ cao nè, cũng như là kèm theo boss ha. À, con boss này có vẻ hơi khó chơi đây. Ô, oh, né luôn hả? Ghê hả? Vừa né mà vừa dịch chuyển luôn, căng đấy. Động đất nè bạn, động đất nè bạn Hiền. Oh my god. Hết chiêu rồi, còn một chiêu động đất cuối cùng. Đừng có dịch chuyển nữa, thằng kia. Được không? Đánh con này khả năng là có đá mega đấy anh em à. Rock slide, rock slide. Đúng rồi, rớt đá thôi đủ ăn rồi. Yes sir, một cái nữa nè. Oh, nó chạy rồi. Khó chịu vậy ta. Mình chả biết nó chạy đi đâu luôn các bạn ơi. Trời mưa ầm mã luôn rồi. Ngon rồi, một con tiếp tục được thu hoạch vào đội hình của mình, đó chính là Raiden các bạn ơi. Và mình phát hiện đây có một, gần đây có một con boss nữa bạn, Dudu. Ok, mình sẽ lấy tiếp tục lại là Tyranitar thôi các bạn. Lần này nó đã được hồi máu cái kiểu rồi, chiến thôi. Lụm nó đi, Tyranitar, Dudu đúng không? Căng nha, đừng nói thằng này trùng hệ nha. Chết rồi, không hiệu quả với chiêu động đất rồi các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng Rock Slide. Yes sir, hệ bay hay sao ấy. Rồi, mình được cái gì đây? Tăng tốc độ khi bị đe dọa hả? Ok, cái này gắn đại đi chứ cũng không có cái gì xịn. Chắc bắt thêm con này luôn các bạn. Thêm con này luôn. Vãi, con nó bắt hết mấy bom mà không dính các bạn ơi. Công nhận khó thật ấy. Ê, con này tiến hóa cũng hơi bị ngon nha các bạn. Nidoran nè. Để xíu mình có kẹo xịn mình sẽ tiến hóa cho các bạn. Một bó bom của Hydro đây nè. Ê, đừng nói đây có người nha. Dính rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ bị thám thính xung quanh gần đây thứ này coi có con gì ngon không. Ê, mình kia có ngôi làng các bạn ơi. Oh my god, từ từ trước khi vào ngôi làng thì tôi cần phải dọn một ít rác các bạn. Ui, gần đây còn lại có boss nữa. Mà boss Magikarp mới ảo chứ. Cái này là dùng để cộng chỉ số Pokemon, những cái nắp bạc đó các bạn.
Không biết ở đây có con gì xịn không. Wow, một list trứng xịn luôn các bạn ơi, khá là hợp lý luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa có PC. Oh mày chuối thiệt. Oh, một ngôi làng. Ơi. Ui vãi. Thanh niên vĩ các bạn ơi. Ui, kêu rim thanh niên bắt là thanh niên chạy qua đây lúc nào không hay luôn các bạn à. Phải, đó là kêu rim sao? Oh my god. Khá là căng thẳng nha các bạn. Ây da, thôi mình sẽ tạm thời lánh mặt thanh niên thôi các bạn. Nhưng mà mình cần phải vô đây mình mua bán một tí chứ. Ôi, thanh niên có Charizard nè, Articuno, sao vậy con đó nhìn quen quá ta. Và cái con gì nữa đó. Oh my god, trời ơi, đi nãy giờ mới thấy ngoài làng. Oh mày thấy, thanh niên vẫn không có loot. Thanh niên không loot luôn các bạn. Rồi, không loot thì thôi, mình xin nha. Không loot thì mình sẽ xin cái gì đây. Oh. À, chiếc kính soi để mà tiến hóa con Thunderous đó các bạn ơi. Cần bán một số thứ để thu mua bon các bạn. Oh, thanh niên ngao rồi. Ủa, thanh niên ngao game rồi các bạn, không biết tại sao nữa. Chắc thanh niên có việc hay sao ấy. Oh, oh yeah. Hợp lý rồi anh em ơi. Thôi, vô đây buôn bán tí nha. Buôn bán một tí nào. Tôi đang nghèo anh em ơi. Tôi cần mua tí bon coi. Ui, cái này bán ít quá. Thôi bán luôn đi, để vướng víu. Để revive lại thôi. Thuốc bán luôn. Sale bán luôn. Bán ice luôn. Water bán hết đi bạn. Mấy này lười quá, lười để vô quá. Ủa, cái này tới 3 hộp lận. 3.000 luôn. Ngon. Rồi. Luxury. Thôi mua tí lấy may mắn đi. Còn lại mua ray bon cho nó nhiều. Giờ không có bán Ultra thì chịu thôi chứ sao các bạn. Ôi trời cũng tối nữa rồi. Trời tối trong game này nhanh thật ấy. 20 phút trôi qua rất nhanh nha các bạn. Tính ra một ngày trong Minecraft cũng không có lâu như các bạn tưởng đâu. Qua đánh boss không ta. Ôi ôi xương rồng lắc. À đúng rồi, mình đang cần thêm đồ ăn. Đó chính là bánh mì các bạn. Tôi sẽ lấy thêm đồ ăn. Tôi cần tìm một cái PC trước khi mà tôi đi bắt thêm các bạn ơi. Còn đồ ăn không? Ô oh. Đồ ăn lỏ. Hay già, thôi cũng có lúa đi. Rồi thì cái này chúng ta có thể tách được lúa mì các bạn. Nhưng mà ở đây có các bạn chế tạo này cho tôi test không ta. Rồi lại trứng lại nở rồi. Polywalk. Tôi cần phải có nhiều bánh mì hơn. Có thể anh em ơi. Chỗ này không có bạn chế tạo các bạn ơi. Oh my god. Có một cái rương các bạn ơi. Một cái rương ẩn. Oh. Có bắt bon. Damn. Ngon đấy. Spider A gì nè. Súp. Oh, một cái áo nữa. Ôi ngon thế. Ôi nhưng mà được bắt bon bạn ơi. Huu. Áo nha, áo nha. Ê, thơm rồi em ơi. Nhưng mà giờ chưa có PC, tôi cần tìm PC các bạn ơi. Ồ, Cross ăn hồi máu đúng nhiều luôn, nhưng mà chỉ có 3 củ thôi các bạn. Ê, qua đây test con boss rồi. Đằng kia có con boss, sẵn test sức mạnh sẽ ra luôn. Oh my god, con boss này căng các bạn ơi. Gachum, let's go, hệ rồng và hệ đất. Đây là một điều khá thú vị đây. Geranita khá là khó đánh đấy các bạn. Ồ, nó hóa cái này thì thôi, chịu rồi. Không sao. Chúng ta có thể sử dụng chiêu Rock Slide và Weavile cũng có thể tấn công được Gachum hay sao ấy. À, có hệ nước nhưng mà không đáng kể các bạn ơi. Không đáng kể so với Gachum rồi. Đó là chiêu của Quillfish. Fish đúng không? Fish. Còn cá nóc các bạn. Còn cá nóc thì đánh cũng tương đối đấy. EV thì chắc cũng không có tác dụng gì so với Gachum rồi. Và hiện tại nó chỉ còn một lớp giáp thôi. Chẳng lẽ mình không hạ được nó với chiêu Rock Slide. Oh my god. Weavile, cố lên em ơi. Weavile là niềm hy vọng trong team này rồi. Weavile. Không có đáng kể lắm. Bảo cát hiện đang hiện hữu các bạn. Tiếp tục sử dụng động đất nè. Động đất cũng không có gì mấy nha. Weavile sử dụng Ice Shark khá là có tiến triển. Tại vì con này hệ rồng mà mình dùng hệ băng thì khá là hợp lý đấy. Weavile có tiến bộ các bạn. Rồi, sắp 7.3% thì chắc cũng hạ được rồi. Được một inl kẹo. Hai cái đĩa. Bác luôn, giờ chắc không dính đâu, nhìn là biết rồi. Dính không? Ui. Ui, tưởng dính chứ làm việc của mình à. Sao không cho tôi dính đi chứ hử. Có kẹo nè, nhưng mà thôi đi ngủ đi, sáng tính tiếp. Vãi các bạn ơi, đang định đi ngủ. Oh my god. Roudon đã xuất hiện trong khu vực Red Outland. Red Outland là ở đâu đi? Ơi, từ từ. Bên kia. Oh, tôi đang định đi ngủ luôn các bạn ơi. Ừ. Tới công chuyện may quá, vừa mới mua bon các bạn. Cũng... ơi, đâu cần bon làm gì, quên mất. Chúng tôi có bắt bon mà. Chỉ cái con Rudon này với bon thường thì khả năng hơi căng đấy anh em à.
Let's go. Oh my god, thanh niên này sẽ như thế nào với mình đây? Wow. Wow, Rodon gì đây? Rodon gì đây? God Ultimate. Trời ơi, chiến thằng Rodon rồi các bạn ơi. Con này ngầu hơn cái bồn cậu. Ok, và tôi sẽ bắt con này bằng Pokeball thôi. Trời ơi, ngại gì mà không bắt một Pokeball nữa các bạn. Pokeball một phát là dính luôn, không nói nhiều, rồi đi ngủ. Hên thế, mà không có PC. À, tiến trình, hai tiến trình luôn, quá là ngon luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ đi tìm PC thôi, let's go. Đây rồi, tới rồi các bạn ơi. Ui, nãy giờ mình mở trứng cũng nhiều lắm rồi các bạn ơi, mà không thấy một cái ba lô nào luôn, quá là buồn luôn các bạn ơi. Khả năng là trong video ngày hôm nay không có ba lô, chắc không cần dùng đến ba lô luôn các bạn. À, đây rồi, không gì làm khó được mình các bạn. Không có gỗ thì sao? Thì đào lai thôi. Tango xong. Và chúng ta thiếu gì nữa? Oh my god, thiếu gỗ nữa các bạn ơi. Tại sao mình không đem gỗ theo? Why? Từ từ, tôi sẽ đi đào đá đây cái tính tiếp. Bên đây có mấy cái block đá khá là ô. Có Pokéchat. Ô gì đây? Iron Ball. Một vật phẩm giữ bởi Pokemon làm giảm tốc độ và cho phép các đòn hải đất tấn công các loài bay và người. Cái cục này dành riêng cho Charanita. Trời ơi, Iron Ball, quả cầu sắt khá là ngon các bạn. Tức là Pokemon mình đánh được mấy con hải bay luôn, quá là dữ luôn các bạn ơi. Dùng hải đất đánh được hải bay luôn. Rồi tới công chuyện rồi, không biết động đất có đánh được hay không đây thì vậy ném cái này ra đây để coi xíu test thử mới biết. À, hợp lý luôn đấy chứ. Đó giờ mình mới thấy cái vật phẩm đó luôn các bạn. Chắc không cần máy chay đâu ha. Rồi, đi rồi, Rudon các bạn ơi. Thì trong thời gian đó mình đã cày thêm rất là nhiều nha. Hiện tại mới mở được có hai trứng ở hai list thôi các bạn. Rồi, bây giờ bỏ vô những con cùi ra đi. Cùi ném vào Nidoran, hình như là Nidoran tiếng hóa thành Nidoking. Còn ủa phải không ta? Ủa? Có hai thằng đều là Nidoran nha. À, Nidoran được và Nidoran cái. Một con tiến hóa thành King, một con tiến hóa thành Queen. Mình sẽ tiến hóa King trước cho các bạn xem sự tiến hóa của hệ gen 1 nha. Gen 1 nó sẽ có gì? Gen 1 là một trong những gen huyền thoại nhất trong tất cả các gen Pokemon rồi các bạn. Gen khởi đầu mà không huyền thoại thì gen nào huyền thoại đây? Let's go. Tới đâu bắt con Rudon nó cũng không có gì khó các bạn. Cũng may là có Pokeball, không có Pokeball là chết. Nidorino giờ không đủ cấp để tiến hóa, ném nó vô. Ok, giờ chúng ta không có con gì xịn nên là chỉ lấy những con này ra thôi. Trời, đáng lý số kẹo đó mình phải nâng cho con thỏ chứ. Tôi không có máy xe kinh nghiệm nữa, nên là chỉ cày được những cái con nào mà mình muốn cày thôi. Giờ muốn cày con khác thì cũng phải cày lại từ từ, chứ bây giờ không có máy xe phải chịu rồi. Rồi, Rudon, hải đất. Con này không có sông hải rồi. Cái con khác còn có sông hải, con này mỗi hải đất thôi các bạn, hơi căng đấy. Thôi, con này gắn cho cái cục này hợp lý hơn á, đúng không? Còn cái này để qua đây. Rồi, hợp lý luôn. Mà hải đất thì chiêu này cũng lỏ quá. Thôi, cứ gắn đại lại, đổi lại cũng được. Rồi. À, mình được cái chiêu mấy cái đĩa nè, hồi nãy đánh boss nè. Để coi là học được cho con Rudon của mình không. Rồi, chiêu này học không được rồi. Oh, học được chiêu này. Earth Power. Làm cho bằng đất dưới mục tiêu phun trào sức mạnh. Chiêu thức này cũng có thể làm giảm SP phòng thủ của mục tiêu. Thay cho pull cấp. Pull cấp để búp thôi các bạn. Chung là để đánh mấy con boss thì hợp lý. Vừa mới nói đánh boss là boss nó ra ngay cái hòn đảo trước mặt bạn ơi. Chiến thôi. Sử dụng Earth Power, sức mạnh của đất. Ui con này trâu lắm bạn ơi, Rudon này sợ gì. Con này tên gì? Sneasel gì đó, chả biết nữa. Thôi cứ chiến thôi, có con nào thì chiến con đó các bạn. Lụm tiền chưa. Sao mà đánh lại Rudon, Rudon thần này hơi bị trâu nha các bạn. Đừng có đùa với Rudon thần. Ok là được một play, một bóng tuyết khá lỏ các bạn ơi. Mình đâu phải thử thách thì bắt Ashes đâu mà lấy play làm gì. Rudon này để coi nhảy qua được cái hòn đảo bên kia không nha. Ôi Rudon này cùi hơn mấy con Rudon mình đã từng gặp các bạn ơi. Không nhảy cao, toàn rồi. Nhảy quá thấp các bạn ơi. Ui nhảy thấp thật. Ôi từ từ. Mà cũng nhảy thấp thật các bạn à. À nó phải lấy đà, nó phải lấy chớn. À hey. À nó phải lấy chớn nó mới bay cao được nhé các bạn. Ui. Ôi. Nhảy bay lần 10 mắt 10 máu các bạn. Ui.
quá dữ các bạn ơi. Chung là cũng được đi các bạn. Ê, giờ bay qua bên cái nhà bên kia được. Ui, tưởng nhảy không cao mà cao không tưởng các bạn ơi. Vô trọng lút đồ nha. Ý, xuống nước luôn, phải cái trưởng thiệt. Tung hoành hải quán nè các bạn ơi. Động đất nè, trái ra đi ta. Ui, mạnh vậy. Trời ơi, con rùa này mạnh. Ủa, con bò này mạnh, muốn ngang Charanita luôn bạn. Tán cái, ôi, hạ được Charanita luôn. Rudon thì sao bạn ơi? Hammer Arm. Hammer Arm nè, tiếp tục Hammer Arm nè. Tiếp tục nè, Onyx hả? Onyx hả? Ơ, trâu vậy? Con Onyx này có vẻ trâu đây các bạn ơi. Oh my god, ánh nắng chói chang của Rudon có làm dịu đi sức mạnh của Onyx hay không? Không rồi, Onyx sử dụng Equest ảo vậy. Mình không nói nhiều, mình đào xuống dưới mình chiến với ông trùm luôn các bạn. À, mình lấy cái huy hiệu hội quán mới được. Đầu tiên mình sẽ lấy con rắn ra, huyền ảo ra để chơi. Biết sao không? Mình kéo cái Dynamax của Khứa trước. Swampert à, làm được gì tôi? Oh my god, đã hẹp rồi mà còn biến Dynamax nữa. Khứa này chả thấy cái gì luôn các bạn ơi. Fire Beam nè. Con Swampert nó có thể có chiêu gì mà tự bảo vệ vậy ảo vậy? Ôi con này yếu quá. Con này huyền ảo khởi đầu nên là nó hơi yếu một tí so với những con huyền thoại mà mình đã bắt. Không sao, tôi sẽ cố gắng các bạn ơi. Patrick nè. Ok, hạ được con này thôi. Làm chiến lợi phẩm đầu tiên, chiến công đầu thôi các bạn. Rồi sau đó mình lấy Rudon ra. Ây da, đau dữ ta. Ok, 1.4%. Cái nữa coi. Cái nữa coi, cái nữa coi. Oh yes sir. Moonlight hồi máu lại chơi tiếp nè. Ai đừng nói là một con huyền ảo là căng hết. À, cái hậu quán này Echo nên là level nó 84 nữa các bạn. Nó bằng cái con level cao nhất của mình ấy. Ồ, đây là một cái trận chiến rất là căng thẳng đây các bạn ơi. Tôi tưởng nó là hậu quán bình thường. Hậu quán Echo là một chuyến hậu quán mạnh lắm các bạn. Là những cái hậu quán đó nó sẽ lấy cái cấp độ cao nhất của Pokemon mình ấy. Chơi lại ông ta. Huyền ảo cố lên. Ừ, đây rồi. Moonlight nè, hồi máu nè. Ôi, không hồi máu rồi. Thôi, lấy Rudon ra thôi. Động đất. Động đất tính từ Rudon. Hãy nước hả mày? Động đất luôn, ngại gì. Cú đấm nè. Thôi rồi, không đấm nữa em ơi, tiếp tục động đất luôn nha. Rudon này mà động đất thì thôi rồi, lợm ơi. Ồ, đi hết rồi. À, không phải động đất mà là Earth Power các bạn. Mình mà có động đất nữa thì chắc mình chùm luôn các bạn ơi. Ui giời. Huy hiệu, rồi ra ngoài luôn. Ra ngoài cho tôi. Mở cửa. Mở cửa. Ây da, không có mở cửa gì hết vậy. Quay 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 quay. Darkrai xuất hiện trong khu vực desert các bạn ơi. Mình đang ở đâu đây? Desert các bạn, mình vừa mới bay tới khu này luôn. Oh my god, desert là ở đâu? Ở đây, nhưng mà nó là ở đâu đây? Đâu rồi? Desert, sao tôi không thấy con Darkrai nào hết vậy ta? Ảo gì ta? Có gì đó sai sai rồi nha. Để tôi ăn hết su cá này coi. Cái năng lượng mắt của tôi nó có sáng ra hay không nha anh em. Thôi xong rồi, mình là mình không thấy rồi đó. Ui, đi sớt luôn mà. Ơi khoan, có khi nào nó trong kim tự tháo không ta? Ừ ha, ừ nha. Hồi nãy giờ mình đi ngang, mình định loot kim tự tháp nhưng mà mình thấy cái con nó xuất hiện cái mình không định loot luôn. Có khi nào nó trong đây không ta? À ha, trong đây thật các bạn ơi. Oh, chạy, trốn chạy đi đâu. Nói chứ mình ăn sắp hết số lượng thức ăn rồi các bạn. Thức ăn mấy chục cục á, mấy chục cục thức ăn mà ăn hết luôn các bạn. Ồ, con này định trốn các bạn à. Ồ, nhìn ngạo vãi, xuất hiện trong kim tự tháp luôn các bạn. Rồi được rồi, giờ mình sẽ thách đấu với nó. Đầu tiên mình sẽ lấy con Cresselia đi ha. Cresselia đi ha. Ok, đánh lại ông đây. Patrick. Hình như con nó hệ ma. Hệ ma là nếu đánh được hệ siêu linh ông ta. Ma bóng tối gì đó mình không nhớ nữa bạn. Nhưng bóng tối đánh được siêu linh ấy. Thế thì mình dùng Moonblast xem nó sẽ trụ được tới đâu nha. Ok, có khi dùng Moonlight rồi, giờ dùng Moonblast nè. Ây da, tấn công nhanh nè, ghê vậy. Ừ, có tác dụng rồi, hệ ma rồi. Chết với tôi. Ngủ luôn, mình ghét chiếc con Darkrai thì mình nó có chiêu ngủ, khó chịu. Cả căng đây các bạn ơi, thôi, đổi thôi. Thôi nhưng mà đổi qua thì sợ đánh chết quá. Đổi qua Charanita đi, đánh nhẹ hơn tí so với con Rudon nó dậm cái chết luôn ấy chứ. Rock Slide nhẹ thôi, đúng rồi bạn ơi, họ bắt thôi bạn ơi, không nói nhiều nữa, con này bắt là được rồi. Ultra Ball để coi con này mấy ball dính nha. Thì một ball là thấy đi rồi đó. Luxury rồi, trời tối tới nơi các bạn ơi, con này xuất hiện vào buổi xế chiều các bạn. Oh my god, không dính luôn rồi.
Khoan rồi. Ơi, con này nó có Sandstorm. Mình bắt này mà học nhiều quá là nó chết đó các bạn. Sandstorm là cái bão cát của Terranita khi mà quăng Terranita ra ha. Ôi căng nhờ. Thực sự mà nói thì quá khó rồi các bạn ơi. Con này chẳng lẽ không dính ta. Trời ơi, Terranita ngủ nữa thôi chịu rồi. Ô, oh, dính rồi các bạn ơi. Trời ơi, may thế, vẫn có một sự may mắn nào đó le lói trong thời gian này anh em. Ui giời ơi, tuyệt vời luôn các bạn. Thôi đi ngủ một cái, sáng mai tôi lại check thử coi. Ngủ đi cho tụi nó hồi cái kiểu. Rồi, ok, check thử nha. Darkrai của tôi. Lúc khi cày thêm mấy trang nữa thì Darkrai hiện tại nó đang nằm ở trang 4. Yes, con vịt ở đây đi. Rồi, ra coi Darkrai phát nha. Darkrai Cyber. Ôi, biết gì nè, lấy Darkrai ra ngủ cho nó hồi máu. Rồi, cay thế. Ui, ngầu không anh em? Ngầu không? Không ngầu thì con nào ngầu nữa các bạn ơi. Ờ, để coi lại mấy hình tượng của tụi nó coi. Terranita nãy mình chưa có xem rõ hình tượng luôn ha. Wow, nhưng mà cái bụng nó giống như là một con quái vậy các bạn. Nhìn rất là ngầu. Ở Darkrai thì hả gì? Hả bóng tối. Oh, Dark Void, các Pokemon đối địch bị kéo vào một thế giới hoàn toàn tối tăm khiến chúng chìm vào giấc ngủ. Hypnosis là chiêu ngủ nha các bạn. Sử dụng gợi ý thôi miên để khiến mục tiêu chìm vào giấc ngủ. Còn Dark Void là sao ta? Là kéo tụi nó vô hoàn toàn vô giấc ngủ luôn hả? Thật không? Thật không vậy? Test nha, test mới biết được. Đó giờ mình ít dùng cái chiêu Dark Void này lắm. Đây rồi. Lụm nè. Dark Void. Ô, oh, ngủ 100% luôn. Ghê vậy. Ghê vậy. Hypnosis thì nó có phần trăm. Còn cái Dark Void này thì 100% luôn các bạn ơi. Quick Attack là tấn công hạ gục luôn. Ồ, oh, đỉnh đấy. Được đấy các bạn. Được đấy. Ok, vô kêu từ tháp lút nhẹ phát này. Tôi sắp hết máu rồi. Chắc phải cưỡi Darkrai nhảy xuống rồi. Mà Darkrai thì chắc không bay được mà đúng không ta? Darkrai bay được mà. Để mình test thử. Ồ, bay được các bạn ơi. Ui mày thế. Tưởng nó không bay được chứ. Rồi, lấy PC dọn giường thôi. Xuống dưới nào. Ồ, oh, không được. Có bom các bạn, có bom. Khoan rồi. Ui, đừng có giảm bom nha ông nội. Ơ, à, trời ơi, xém chết. Nguy hiểm thế. Ui, quá đỉnh luôn các bạn ơi. Một pha xử lý rất là không cồng kềnh. Dùng có thể bán cho shopkeeper. Ồ, oh, tôi nhiều đồ cùi quá vậy. Không có cái gì ngon sao? Có kim cương các bạn. Woo, đó vàng. Play không cần đâu. 100 ngày này để đánh nhau thôi các bạn à, không cần phải bắt Ashes làm gì. Rồi bay lên thôi. Đi đúng như kế hoạch của mình. Ồ, oh, đúng như kế hoạch của mình luôn. Lên được luôn các bạn, ảo đi. Ồ, yeah, thành công thoát khỏi kim tử tháp nha các bạn. Hay, sau quá trình cày thì tôi phát hiện thêm một con Gabai nữa các bạn ơi. Tôi không tìm thấy một con huyền thoại nào xịn xịn nữa các bạn ơi. Nó không xuất hiện nữa rồi. Chắc có vẻ như là mình đã đi quá xa với thế giới rồi sao ấy. Ở đây có con Gabai này thì thôi chắc bắt luôn đi chứ. Còn có vài bon nữa các bạn. Vâng, và bắt nãy giờ không dính luôn. Ồ, dính rồi các bạn ơi. Trời ơi, 5 bon của tôi. Gabai này khó bắt dữ ta. Rồi giờ cày Gabai lên Gachum rồi sau đó đi thách đấu thôi. Chúng ta chuẩn bị đến những ngày cuối cùng rồi các bạn ơi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ok, lên đường thôi. Let's go. Ê, không có nhiều thời gian cày các bạn ơi. Nên là giờ phải đến ngày rồi, phải đánh thôi. À, cuối cùng thanh niên cũng đã thấy thanh niên rồi. Thanh niên đợi lâu chưa? Em ôm miếng này, em ôm miếng thôi. Ôm này, ôm này, ôm này, ôm Spellum. Em thấy rồi nha. Thấy cái gì? Nè, thấy gì không? Thấy gì không? Gracia. Sao nè? Sao nè? Về chưa? Ui, anh đánh hồi quán à. Ok, chiến nào chú em? Let's go. Ok, chiến nào? Vô. Từ nha. Rồi, đánh đi. Vô thôi. À ơi. Đây, em đánh đây. Ai? Ai? Em đang đánh đây. Ôi, 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 sắp chết, sắp chết, sắp chết. No. À ha ha ha. Hey, hey, đâu đâu đâu. Đâu không? Đâu chưa? Vô. Ở có cái chỗ này ở bàn phẳng hơn không nhỉ? Chỗ này. Qua đây, qua đây. Em không có phẳng. Đây chỗ này nè. Đứng ngay con đường mòn này cũng ok đấy vậy. Let's go. Okay, anh. Let's go. À, let's go. Mình đánh nhau. Let's go. Let's
đồ 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 còn có ba mốt rồi chiến đi, ném đi ném đi. 1, 2, 1, 2, 3 go. Ôi giời ơi, tao đang lấy ra Magenta ra chơi con thỏ của anh sao? Chào, hãy xem đây. Gigantamax. Oh my god. Ê, anh cũng chơi con thỏ này à? Ủa đừng nói em cũng có con thỏ nha. Em chọn khởi đầu mà. Đừng đùa với Gigantamax. Xem này. Giờ sao đây nhờ? Quá cầu lửa. Đâu có thỏ thì ném thỏ ra. Cứng nữa ai? Cái đầu cứng nè. Cứng hả? À? Thiết đầu công à? Thiết đầu công. Thiết đầu công nè. Ôi, con thỏ nó ngầu thì thôi nhé. Ngầu thì thôi nhé. Thì em thôi nhé. Luôn. Em thấy mỗi cái quả cầu thôi. Quá to. Rồi luôn rồi, xong rồi. Ôi giời, vẫn hạ được. Hết rồi em. Hết rồi. Hết hết. Hết lực rồi. Nó hệ lửa hả ta? Hệ nước, con này hệ nước. Ôi, con đó hệ lửa. Đâu? Ui, Charizard Macaron à. Cổ đại à. Chào mừng. Ê, anh đến với nhà của em. Sao lại lấy hệ lửa, đánh hệ lửa đi, đi anh. Trời ơi, anh vội vàng quá. Chào mừng bạn đến với nhà của tôi. Oh, anh chết rồi, anh chưa hồi máu Dark Rai nữa. Ok á, à, không sao, không sao. Chấp. Không sao á? À? Chấp luôn. Ôi, Dark Rai dạng gì đấy? Hơi bị mạnh nha, Cyber nha. Ngủ nè. Ok à? Tuy ít máu nhưng mà ngủ, có ngủ. Ngủ thiệt chứ. Rồi, ăn thịt thôi. Cũng hên đấy là không có chịu ăn thịt đấy. Anh có skill ăn cái giấc ngủ chưa đi. chưa có. Anh mà học được chiêu đó là em chết ngay. Anh mà học được chiêu đó chắc em chết mất. Oh, ui giời, ngủ với chúng tôi thôi. Xong rồi, tôi đã tỉnh dậy. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi rồi luôn. Ngủ tôi luôn rồi, ngủ luôn rồi. Trời ơi, what the fuck. Sức mạnh của đá Ground on God Unlimited. Ui giời, sức mạnh của đá. Xem này, đây. Sức mạnh của đá, đá thủ siêu cấp. Đá thủ. Cái này chỉ có con khỉ nghiện mới đánh được nó thôi. Wow, đẹp hết. Hơi bị đẹp đấy, con này cháy thật sự. Vào một đêm con... trăng tròn. Tại vì mà sao đánh được con đó? Anh có chiêu. Anh có item, anh có item hơi bị ngon. Anh chưa gì anh đã lôi con cuối cùng nó ra rồi. Ôi, hình như em không có mang cái vòng tay Gigantamax. No. cũng hên là nãy anh chấp Dark Ride là coi như huề đi. Ok anh huề. Ok nha. Ngay. Rồi nhưng lấy con này. Con này mạnh quá. Ủa. Nhưng mà nè. Thôi để thăm dò đối thủ mới được con gì đây. Người khác. Khi anh chỉ một ngón tay về hướng em thì ba ngón tay còn lại đang chỉ về hướng của anh. Ghê vậy. Hay lắm nha. Hay lắm nha. John. John VN. Sức mạnh. À. Găng thường. Gà John VN. À, Tyranita. Xem này chú em. Chú em đừng khinh địch. Kẻ thù hơi bị mạnh ấy. Phim. Trời ơi, gãi ngứa. Đau ngay. 84 luôn à. Xem động đất này. Hay thế. Chú em đổi lại được chiêu này hay không? Có vẻ như là luôn, như... Em ôi dài ơi ghê. Phong mắng à. Phong mắng nè. Ủa em nhớ em phong mắng đó mà. Phong mắng nhưng mà đợt sau mới bị. Đợt đầu đang đánh sao phong mắng được. Đổi chiêu. Đã. Đâu rầy luôn. Cơn mưa của đá thủ. Cơn mưa đá thủ. Ôi da, bị phong mắng rồi. Đánh không thảm rồi. Ảo cát đang hoàn hành. Con rắn này, con rắn đủ ăn không? Nè, bay luôn nè. Con cuối cùng của anh ra đây. Em còn nhiều con lắm. Thanh niên không đổi là bay luôn đấy chứ. Để xem thanh niên trụ được không? Trụ được bao lâu? Căng nhờ. Nè, đi luôn nè. Em chắc anh luôn, em chắc luôn. Ui trời ơi, gãy ngứa rồi. Kém thế. Lớn rồi không được chơi như thế đúng không? Xem này. Ui gãy ngứa luôn. Không đi. Đừng đùa chú em. Ui con của em nó tự quýnh mình rồi. Trời ơi. Con đó biết sao không? Tại vì nó
cấp độ nó cao quá, nó không nghe lời em đấy. Hãy đến đây Articuno à. Chim băng, trời ơi, lần này em một đống có hệ băng luôn. Oh my god. Hệ băng à, cũng hên đấy, là hên anh không có hệ rồng. Ui giời, đau thế. Tôi này, thấy hiệu ứng sao. Xem này, xem này. Hurricane. Ui mạnh thế, thôi xong rồi này. Chết rồi. Ờ, hôm chiều này cũng được. Chú em bật mặt trời lên nè. Ê, mặt trời lên. Sunny. Ủa, hệ lửa. No. Hệ lửa thì ăn được không? Ăn được chứ. Ai à. Ăn được mạnh luôn. Cho anh VN rồi, kiểu này. Rồi. Đánh từ sáng tới tối luôn. Được rồi, hãy anh hãy ngắm nhìn sức đâu. Quy bu này. Ôi rồi. Ghi ra tí na quy bủ. Qua múa luôn. Múa dữ trời. Nó còn phóng quạt nữa, phóng dữ. Múa quạt. Oh my god. Thú dữ. Ôi. Ghê. Tôi sao rồi, mạnh quá. Quy bu này mạnh quá. Ô đẹp vậy, đỉnh vãi. Đẹp không? Oh my god, cuộc chiến với Weebu. Này là Weebu chúa. Chúa tệ Weebu đó. Ôi, đây phong quạt đỉnh như ta. Này Thanh mua quạt cũng bạn của anh, bạn đá rồi đó. Ừ kìa. Ham ham. Cú đấm đá thủ. Cú đấm à, anh đánh vô gì đây? Ây da, đau như ta. Anh phải công nghiệp nào để mà anh thấm. Trời ơi. À. Thôi, sức mạnh của đá đi. Một của đất chứ. Cho em cặp đất ăn quen dần nè. Hai con này cũng lâu thế nhờ. Hai thằng này cũng ngang cơ đấy. Học đi, học. Ui, không học à. Mày sao học được. Trời, thôi xong rồi, hết skill rồi. Thôi tan rồi. Ủa, phóng, phóng. Ây da, phóng đao đấy. Phóng xuyên người luôn rồi. Thôi tan rồi. Tan rồi. Còn một con cuối à. Anh cũng hết chiêu rồi. Thôi, trông chờ vào chiêu này thôi. Chiêu này như búp. Oh no. Dạ, sao giờ ngại ngứa rồi. No. No. Cày thế nhờ, hết skill. Không thể tin được. Em xin. Quỷ bu đã thắng sao? Oh. Trời ơi. Thì nha, em còn đúng một con quỷ bu rồi. Quá dữ luôn, quỷ bu. Quỷ bu đỉnh vãi. Quỷ bu máy đỉnh. Ok. Như vậy là trong video này thì Thanh Niên Vĩ là người chiến thắng. Liệu video sau Thanh Niên Vĩ có là người chiến thắng hay không thì cùng chờ đón trên kênh của mình nha các bạn. Và bạn nào muốn chơi bản mod này thì hãy lên fanpage trên Facebook tìm Zio Poker nha. Để mà liên hệ đến bản mod này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này. Đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và bấm vô cái chuông để nhận được thông báo. Và nhấn nút đăng ký kênh của Thanh Niên Lê Nhật Vĩ luôn nha các bạn. Bye bye.